Để hạn chế việc tập trung đông người trong thời gian dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động phối hợp với các ngành chức năng thực hiện giải pháp phù hợp nhằm chi trả tiền nhanh nhất cho các đối tượng hưu trí và hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Những tháng trước, ông Đoàn Đình Quý ở phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên vẫn đến nhà văn hóa phường để lĩnh lương hưu. Nhưng trong tháng 4 này, ông ở nhà vừa thực hiện giãn cách xã hội theo chủ trương của Chính phủ, vừa được lĩnh 2 tháng lương hưu do nhân viên bưu điện và Bảo hiểm xã hội tỉnh đem tới phát tại nhà. Thì hôm nay thì được đến nhà phát lương thì chúng tôi thấy rất là phấn khởi lắm, rất là nhất trí hoàn toàn với cái chính sách của Đảng và Nhà nước. Đến trả tại nhà thế này thì đảm bảo sức khỏe cho người già và đảm bảo cho công tác phòng dịch. Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết, trong tháng 4 và tháng 5 năm nay, toàn tỉnh có trên 51.000 người thụ hưởng chế độ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội với tổng số tiền chi trả chế độ gần 400 tỷ đồng. Để chi trả chế độ cho các đối tượng trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức ra soát, lập danh sách và chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua thẻ ATM là gần 2.000 trường hợp, còn lại là nhận chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt tại bưu điện, bưu cục. Đặc biệt, đối với những trường hợp có hoàn cảnh già yếu, khó khăn, được Bảo hiểm xã hội phối hợp với bưu điện chi trả tận nhà từ ngày 16 đến ngày 30 tháng 4. Đối với chi trả ký lương hưu tháng 4 và tháng 5, bưu điện thì huy động toàn bộ lực lượng cán bộ nhân viên, khoảng trên 400 cán bộ nhân viên tham gia công tác chi trả. Cái mục tiêu là chi trả nhanh nhất đến đối tượng hưởng. Và đúng theo chỉ đạo của chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, thì việc đảm bảo an toàn phòng dịch trong cái thời gian này thì bưu điện cũng đặt lên hàng đầu. Đó là đối với hình thức chi trả tại điểm thì sẽ điều tiết duy trì khoảng cách là 2 mét một người và đề nghị các đối tượng hưởng lương hưu phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. Còn đối với lực lượng mà đi chi trả tại địa chỉ thì trước khi lên đường công tác chi trả thì đều được kiểm tra thân nhiệt với cái mục tiêu vừa chi trả đúng, đủ, nhanh và đảm bảo an toàn. Bên cạnh việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, hiện tỉnh đang thực hiện việc chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội và chế độ cho thương binh, bệnh binh và người có công trong tháng 4 và tháng 5, bảo đảm các quy định về phòng chống dịch COVID-19.